Đó, bồ con nó tầm gần 20 ngày mà ú như con gấu luôn anh nha, nha anh chị gần xa. Đó, sáng ngày bú xong giờ ốc nóc cái bụng nè, tròn như con gấu. Đó. Giờ anh chị muốn mua mẹ con cũng được, mua tách cũng được. Bên em vẫn bán cho anh chị. Đó. Rồi sáng hôm nay em có lên clip con bò F2 tơ mới đẻ lứa đầu anh chị, mới rớt một đôi răng nha. À, mới đẻ con khoảng mười mấy ngày đó, bầu sữa lúc lắc đây, sáng ngày đã dắt ra tầm 8-9 kg sữa rồi nha anh chị. Đó mà cho ăn dạng cỏ cũng chưa cắm lớn nhiều nha anh chị, mới rớt một đôi răng đẻ lứa đầu mười mấy ngày đó. Giờ chủ nhà muốn bán bò này, con bò này tàn khủng long nha anh chị, tơ mà mới lứa đầu mà 1,50 m rồi giữa sấy lưng đó, nói chung là trên 1,5 m. Đó chân cẳng là chân trụ bự nha anh chị, đó bốn cái chân thôi như chân trâu đó, phàm ăn anh chị ơi. Tướng hình bự, con bò này đẻ lứa hai nữa lên lên khung tàn nữa anh chị. Rồi sau đây em quay cận cảnh cái nó, bò này cũng có sấy mặt hơi hơi cao nha anh chị, cũng có sấy lưng nhưng mà thùng dạo con bò này lớn, chân bự nha anh chị, nó chân lớn sau đứng trụ nha anh chị. Đó bốn vú đều nha anh chị. Đó em quay không hết con bò anh chị ơi, em cao 1,7 m mà em luôn quay phải giơ tay nha anh chị. Đó cái đóng em 1,1 m đó anh chị, đó cần cần cái lóc 1,1 m đó anh chị. Qua nè đã teo ra ra nhau nước dịch rồi hết rồi anh chị, mười mấy ngày rồi anh chị ơi. Đó dàn chân nè quá trụ anh chị ơi, đó móng nè móng sò nha, mặt bự nha. Đó 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 con nó đó anh chị, nói chung là giờ bán tách cũng được, bên em bán tách cũng được. Giờ là cho anh bao anh chị mười mấy ký sữa ngày, 15-16, nói chung là tầm 20-30 kg đổ lại anh chị ơi, quan trọng mình cho ăn thôi. Bò tơ mà anh chị, mới lứa đầu mà bốn vú đều đẹp lắm anh chị ơi, chân cẳng thì bao nghiêm chỉnh, tướng hình ngon lành, nó ăn uống dễ, cỏ rơm là cuồn cuộn luôn đó anh chị thấy biết rồi. Ở dòng F2 thì dễ ăn uống rồi đó, vú quá quá vú anh chị ơi, chân quá bự. Con này chắc F1 mẹ tàn độ mới đẻ ra được con này anh chị ơi, mới lứa đầu mà khung hình 1,5 m, mập bò bự con. Rồi giá bán tại chuồng 37 triệu nha anh chị. Đó bao chân cẳng bao tướng hình luôn, ăn uống đó anh chị thấy đó, dòng mới lứa đầu mà coi cái thùng nó hết hết cỡ không. Rồi anh chị có thích con bò này thì chốt nhanh tay gọi liền cho em nha. Đó bò này địa chỉ Long An nha anh chị. Đó cái thùng quá lớn anh chị ơi, ông bên điện em quay mới không hết màn hình, em đứng phạm vi khoảng 3 mét mới lấy được cái toàn diện con bò đó anh chị. Đó đó thấy không anh chị, thấy không, bốn vú quá sạch sẽ, wow đẹp đẽ đó, chân quá trụ anh chị ơi, mặt lớn nè, bò là mập bò nha anh chị, khung hình nó cũng phải 1,50 m ngoài 1,5 m mà nó mang cơ thể chắc cũng phải cả 140 thạch ra anh chị ơi. Thì em đón đón vậy chứ em cũng không rành về thịt đấy, em chỉ biết về cái tướng hình mẫu này là mẫu để lấy sữa bao ok nha anh chị. Đó quá đẹp anh chị ơi. Rồi video cái đây kết thúc nha anh chị, thích con này thì điện thoại em, số điện thoại em để trên màn hình đó. Rồi địa chỉ Long An nha anh chị.